Thưa quý vị, tại Ecuador, một trận mưa lớn và lũ lụt đã gây nguy hiểm đến người dân, gây ra sự hỗn loạn và mọi sinh hoạt cơ bản đều bị ảnh hưởng. Trận lũ lịch sử này đã tàn phá nhà cửa và củ cải của khoảng hơn 400 người ở vùng Milagros. Người dân nơm nớp lo sợ nhà cửa sẽ đổ sụp, tình hình sinh hoạt vô cùng khó khăn. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, giường, bếp, các vật dụng trong nhà. Nước dâng cao nhưng chúng tôi vẫn phải mua nước đóng chai để nấu ăn vì dĩ nhiên nước lũ rất dơ. Một ủy ban ứng phó khẩn cấp đặc biệt đã được thành lập vào ngày 31 tháng 3 để giúp cư dân ứng cứu kịp thời với cơn lũ. Hầu hết toàn bộ củ cải người dân đều chìm trong nước lũ. Chính quyền đã dựng tạm lều ở Milagros và những khu vực khác trong nước, đồng thời hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân. Chúng tôi đang trải qua những trận lũ, những cơn mưa nặng hạt tồi tệ. Nước cứ tràn vào nhà, thật là một thảm họa. Nước cư dân mỗi ngày một tí và mọi thứ đang vô cùng khó khăn. Ecuador là quốc gia nằm sát biên giới phía tây nam Colombia, tỉnh Putumayo, Colombia. Nhiều ngày qua cũng đã chịu cảnh lũ lụt từ sáng ngày 1 tháng 4 vừa qua, dẫn đến vụ sạt lở đất nghiêm trọng, có ít nhất 286 người đã tử vong.